Chào em. Ồ, dạ, ê chào anh. Hoa Anh đặt sáng nay xong chưa? À, vâng, xong rồi ạ. Anh chờ em chút. Của anh đây. Ôi mà, năm nào em thấy anh cũng tặng chị bó hoa hồng spray này. Anh đúng là người chồng tuyệt vời nhất của năm. Chị nhà anh may mắn thật đấy. Hình như em sót đơn à? Anh đặt hai bó mà. Hai bó ạ? Những hai bó hả anh? Thế anh chờ em một chút nhá. Để kiểm tra lại ạ. Vâng, đúng hai bó rồi ạ. Làm nhanh cho anh. Dạ vâng, em xin lỗi, để em làm ngay. Ừ Đinh à. Anh đây. Ừ. Bố anh vẫn cần phải theo dõi em à. Anh gọi cho em là có việc này. Dạo này tâm lý của Hà vẫn hơi nặng nề. Nhưng mà anh vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho Hà. Không. Chủ yếu là mấy anh em mình thân mật với nhau thôi. Vậy em gọi cho Nam giúp anh luôn nhé. Rồi anh cảm ơn em. Tí nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em nhé. Chào em. Ôi, ông Nghĩa đúng là cần phải đúc tượng. Ông ấy kêu tao với Nam đến dự sinh nhật mày, động viên mày. Thích quà gì không? Nhìn ông Nghĩa với mày, tao nghĩ tao vẫn có quyền tin và hy vọng ở tình yêu chứ hả? Mọi thứ đã xong hết, thiếu mối vợ anh. Con chờ bố lâu không? Cũng mới thôi ạ. Tặng em. Sao lại chúc mừng chúng ta. Một ngày đặc biệt. Ngày chúng ta bước ra ánh sáng. Hai mẹ con vất vả quá. Cái quái gì vậy nè? Nhìn chụp ảnh đi. Ừ, đúng không? Đây. Bố chụp trước cho. Đẹp quá. À? Một. Đẹp quá. À? Đổi kiểu. Rồi, gôn chụp cho bố mẹ nào. Chụp đẹp vào nhá. Ok. Cả nhà mình chụp nào, cả nhà mình chụp chứ. Phải có cả nhà chụp mới được. Nào. Chuyện này là phải được cái chói nha. Chị ơi, chị uống nước đi. Con ra ngoài có chút việc. Mẹ với cô ở lại với bố nhá. Cháu cứ đi đi. Cứ yên tâm, có gì cô sẽ gọi.
Dạ vâng ạ, con đi đi ạ. Chị ơi, em đi vò cái khăn. Ô, sao cái tay lại văng ra thế này nhỉ? Ôi chị ơi, chị, cái tay, em vừa nhìn thấy. Thấy cái gì? Cái tay của anh Trường động đậy chị ạ. Đâu? Ừ, thế nhưng mà, hay là có khi mắt em bị quáng gà chị ạ? Anh Trường, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh nghe thấy tôi nói có đúng không? Chị ơi, anh ấy tỉnh thật rồi chị ạ. Gọi kìa cho tôi. Gọi mau lên. Cô đi tìm cái Hà về đây cho tôi. Chắc là nó chưa đi xa đâu. Nhanh lên. Dạ vâng, em đi ngay ạ. Gọi kìa. Cô ấy đi rồi. Hà ơi. Dạ. Bố cháu tỉnh lại rồi. Thế ạ? May quá. Bố gọi tên cháu đấy. Lên với bố đi. Đi. Vâng ạ. Tao đây. Mày đang đâu? Không đọc tin nhắn à? Bố tao tỉnh rồi. Để tao lên gặp bố đã. Mở tin nhắn ra xem luôn đi. Con điên này. Gấp 3 giây thôi. Giữ cái đầu lạnh cho tao. Cả nhà mình chụp đằng này, chụp có cả nhà chụp bình thường. Wow. Em đâu rồi? Sao con chưa đến? Em đang đến. Nhất định phải đến đấy nhá. Anh có bất ngờ cho em. Hà. Hà. Cháu làm sao thế? Đi, lên với bố đi, đi. Bố ơi, con đây ạ. Bố. Nghĩa. Thằng Nghĩa. Nó ngoại tình. Con biết rồi ạ. Nó còn có con riêng nữa. Bố đừng nói nữa. Để con đi gọi bác sĩ ạ. Không con. Không cần. Không cần đâu. Để bố đi tìm nó. Ôi, xin bố. Bố.